Tính của mẹ buồn ngủ rồi hả? Khi mà buồn ngủ con sẽ như thế nào nhờ? Con ừ hư gì hả? Rồi con bắt đầu ừ hư xong mà mẹ không quấn khăn cho con rồi con sẽ bắt đầu sao? Con sẽ bắt đầu ngáp, dụi mắt. Rồi mẹ mà không dỗ con kịp thì con sẽ sao? Con sẽ khóc đúng không? Nhưng mà mẹ chỉ cờ như thế này thôi. Con dụi mắt là mẹ sẽ quấn khăn cho con tự ngủ rồi, đúng không nào? Đúng không Tuấn? Giờ Tuấn tìm sự an tâm để đi ngủ đúng không con? Tuấn thấy mẹ quay phim rồi. Rồi, chuẩn bị gần rụi mắt rồi. Chứ con mà chưa buồn ngủ, con nói chuyện con cười vui vẻ ha. Nha mẹ. Cha con đi ngủ nha.